Anh chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của nhạc sĩ tuấn khanh vì sao cuộc giải cứu từ hải dương gây khó chịu ở sài gòn. Có một điều chắc chắn là 300 em từ Hải Dương đến Sài Gòn để giải cứu, không phải em nào cũng có thái độ đáng ghét và cũng không phải em nào cũng bị tẩy não đến mức đến Sài Gòn coi như là vào cuộc giải phóng lần hai. Chắc chắn có những em từ Hải Dương nhiệt thành đến thành phố tinh thần tự do này để vừa được tìm hiểu vừa được cống hiến sức trẻ của mình mà nghe đâu là theo vận động của các ông to nào đó, có thể y tế, có thể doanh nghiệp Thật ra các câu chuyện gây khó chịu đang râm rang trên mạng xã hội không lớn và không đáng cho người dân Sài Gòn phải bàn tới bởi tính của dân Sài Gòn vốn dễ dãi và bao dung. Nhưng cái điều tạo ra sự chán ngán mà chắc ngay những nhà lãnh đạo cũng không biết là cái kiểu đi giúp người lại đánh trống thổi kèn hoàn toàn không là cái cách để đoàn kết dân Sài Gòn với các em sinh viên ấy mà rõ là chỉ để làm rạng mặt một số quan chức có bệnh mê đắm hình thức. Nên câu chuyện này cần phải nhìn về phía khác, phía những người có trách nhiệm đã làm gì để phá hỏng 300 tâm hồn nhiệt huyết của thanh niên Hải Dương đến Sài Gòn một cách đáng thương đến vậy. Hơn nữa, đằng sau chuyến đi này, có xã hội hóa theo tài trợ của doanh nghiệp nào đó không mà lại làm rầm rộ lên các lời phản đối đạo đức giả từ các dư luận viên cấp cao để bảo vệ chủ mán ăn của mình, khiến dân Sài Gòn không cái gì là không biết càng bực thêm. Ai đã vận động, ai đã ra lệnh để đưa các em từ Hải Dương vào Sài Gòn trong cái lúc dịch bệnh rối ren mà mục đích tuyên truyền lớn hơn cả thực chất. Trên báo tuổi trẻ ngày 1 tháng 7 có bản tin hơn 300 giảng viên sinh viên y Hải Dương bay vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, khẳng định rằng thông tin từ Vietnam Airlines cho biết chiều ngày 30 tháng 6, hãng này nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế về việc đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn? Trên các trang Facebook, người ta nhìn thấy Sài Gòn còn rất nhiều nơi liên quan về đào tạo y tế. Người tình nguyện vẫn mong được tham gia chống dịch nhưng không đến lượt mình. Nhìn câu chuyện tuyên truyền rầm rộ cho 300 sinh viên từ Hải Dương vào ở khách sạn cao cấp và lại rộ lên những thông tin tiêu cực khác, ắt cũng khiến cho 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn tình nguyện vẫn đang miệt mài làm công việc không khỏi chặn lòng cho những giọt mồ hôi, thậm chí là tính mạng rất thầm lặng của họ. Bạn đang chuẩn bị nói rằng tôi phân biệt vùng miền sao? Nên nhớ, một ngàn sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn hay hàng chục ngàn người khác đang lã người hàng ngày dưới cái nóng 35-40 độ đều có đủ những sinh viên theo học đến từ Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh và cả Sài Gòn nữa đã từng có những chuyến tiếp sức như vậy từ Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương để đi đến Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội trong các đợt dịch từ năm 2020 đến nay. Nhưng không ai làm chuyện khó coi đẩy các bạn trẻ thành món tuyên truyền quen tay đến lố bịch như hiện nay. Người miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau vốn có thói quen rất khó chịu với các loại tuyên truyền, đặc biệt mượn đến tình đồng bào nhìn bức ảnh đang lan truyền trên mạng các sinh viên hải dương phải giơ tay hô khẩu hiệu nhưng các bạn ngồi gần camera thì ngại ngùng cúi mặt thương các bạn thương tuổi trẻ việt nam cứ bị đẩy vào những cái trò lố lăng chúng tôi những người dân miền nam những người dân sài gòn cũng đang ngại ngùng như chính các bạn vậy các anh chị sài gòn các ông bố bà mẹ sài gòn có lẽ nên thôi bực mình mấy em nhỏ lỗi do người lớn, lỗi do kẻ có quyền cứ quen cái trò hô hào tuyên truyền như chiến tranh, chống dịch như chống giặc. Sài Gòn không có giặc, chỉ có mệt mỏi và lo lắng, tự chia sẻ với nhau và trở nên tức giận với những trò làm giặc được ai đó tổ chức quy mô khó coi đến như vậy. Kính thưa quý vị, tác giả Nhân Tuấn Trương nói về đề tài này như sau. Coi vậy chứ Sài Gòn tao mạnh giỏi có sao đâu, hơn bốn thập niên phỏng giái, cào bằng rồi đổi tên. Biết bao nhiêu cái quận bị lột rồi, nhưng mà tài phiệt nước ngoài vẫn luôn chọn Sài Gòn làm điểm đến, chứ không có phải Hà Nội. Sài Gòn vẫn luôn hào sản, không chơi thì thôi, đã chơi là chơi tới bến. Dân Sài Gòn sòng phẳng, làm thiệt tình, ăn thiệt tình. Dân tứ xứ ở đâu không biết, hễ tới Sài Gòn 1-2 năm, thấy hạt gu là tự nhận mình là dân Sài Gòn. Thực tế cho thấy có rất nhiều dân Sài Gòn nói giọng Bắc, lập quán cơm từ thiện, các điểm bố thí cho dân nghèo. Nhập gia tùy tục hay là khả năng đồng hóa của Sài Gòn mạnh quá? Để ý, vụ lùm xùm giải phóng miền Nam hôm rồi. Những người Sài Gòn mới, người Sài Gòn nói giọng Huệ, giọng Bắc Kỳ, đôi khi binh Sài Gòn còn hơn cả dân Sài Gòn cũ nữa. Kiểu cái cô chi đó người Huệ tên là Chác thiệt là tội nghiệp cổ viết một bài hai bài binh sài gòn mà đời tư cá nhân của cổ bị lính của tô lâm bêu rếu trên mạng đó quý vị có còn nhớ không sài gòn không biết có cái khỉ khô gì mà có khả năng làm thay đổi cái nhìn và lối sống của con người phải chi nhân sự đảng cộng sản việt nam kiểu như ông trọng á dọn vô sài gòn ở vài năm trở thành người sài gòn nói giọng bắc thì dân tình đỡ khổ biết bao nhiêu điều đáng lo là đợt giải phóng miền nam kỳ này á Đối tượng của phe chống dịch như chống giặc là lớp tiểu thương và tiểu nông, tức là những người có chút cơ ngơi như chủ vườn cây trái, chủ trại nuôi cá tôm cũng như những chủ vựa, tức là người trung gian làm gạch nối giữa người sản xuất và các chợ. Xong cái đợt này á, tôi e là tài sản của họ sẽ trở thành tài sản của ngân hàng. Chỉ cần trễ một vài tháng, tài sản cầm cố của họ sẽ bị ngân hàng siết. Để ý ta thấy chiến dịch chống dịch như chống giặc chỉ áp dụng một cách cực đoan ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam mà thôi. Covid-19 trở thành một cái cơ hội để các quan chức cộng sản lột quần dân Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Cái gì họ cũng ăn được hết á, nội cái chuyện vẽ ra vụ xét nghiệm Covid-19. Các quốc gia khác họ đều làm miễn phí, còn cán bộ cộng sản thì hốt từ vài trăm đến vài triệu cho một tờ giấy xác nhận chỉ có hạn 3 ngày các cái gói tiền cứu trợ của nhà nước được rót tứ phương dân miền Nam thì chờ lên tivi lãnh tiền thiệt là bệnh hoạn các quốc gia khác tuy nghèo hơn cả Việt Nam chính sách chống Covid của họ là bảo vệ thành phần trụ cột kinh tế quốc gia tất cả những khoản nợ ngân hàng đều đông lạnh trong thời gian đại dịch ngân hàng không được quyền siết nhà cửa ruộng đất hãng xưởng của người ta nhất là dân mà thuộc diện tiểu thương hay là tiểu nông Nhà nước cũng dành một khoản tiền rất lớn ưu đãi cho thành phần tiểu thương tiểu nông, cho họ vay không lấy lời. Nhà nước bảo đảm cái khoản vay này luôn. Còn Việt Nam thì bao nhiêu lợi ích ắt qua tay mình, vụ giải phóng miền Nam kỳ này, xem ra còn độc địa hơn những lần đổi tiền trước nữa thưa quý vị. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.